xin chào các bạn thân mến, cái tên ROG của dòng Acer thì đã không còn gì xa lạ với phần đông giới game thủ, bởi đây chính là thương hiệu laptop gaming nổi tiếng nhất của công ty Đài Loan. Và trong khoảng thời gian gần đây thì Acer đã công bố thêm một thương hiệu con của ROG là ROG Strix. Khác với ROG tiêu chuẩn thì ROG Strix sẽ là một dòng máy hướng đến phân khúc laptop đa phương tiện, tức là nó sẽ đa năng hơn để phục vụ người tiêu dùng với nhiều mục đích khác nhau trong một mức giá rẻ hơn. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá nhanh về chiếc ROG Strix GL553, vốn là một chiếc laptop 15 inch được Acer ra mắt vào đầu năm ngoái với phần cứng xử lý được xây dựng trên nền tảng Kepa Lake của Intel và card đồ họa GTX 1050 Ti của Nvidia. Thì ngay từ cái nhìn ban đầu đây thì các bạn có thể thấy thì chiếc GL533 nó đã tỏ ra là một bộ laptop vừa mang đến sự đa năng của multimedia, vừa có nét riêng để dễ dàng nhận biết đây là một chiếc laptop chơi game chuyên dụng. Tương tự như nhiều model đa năng của các thương hiệu khác thì về tổng thể với chiếc ROG Strix GL553 sẽ mang đến những cái đường nét của một laptop đa phương tiện điển hình, nhưng nó sẽ được trang trí thêm để mang hơi hướng gaming. Và với phần lớp vỏ được làm từ chất liệu nhựa, nhưng thực tế thì chiếc GL553 lại vẫn có được sự mạnh mẽ cũng như là sự tỉ mỉ trong thiết kế, xứng đáng với tầm giá của nó. Cụ thể thì nắp máy tỏ ra là khá đơn giản với hai gân bắt chéo và logo ROG quen thuộc được đặt ở giữa. Và với đèn nền đỏ cam cùng với phần đuôi máy được thiết kế theo hướng thông dụng, chỉ mang tính chất gợi nhắc gaming là chính chứ không mang đến mức là hăm dọa. Trong khi đó thì các cái phần cạnh trước của máy sẽ nổi bật với bộ loa stereo được sơn viền đỏ cùng với các đường vát chéo khá là mạnh mẽ và nam tính. Còn phần dưới đáy máy sẽ tỏ ra ấn tượng hơn với một loạt các họa tiết chìm cùng với hệ thống quạt cũng được bố trí ở dưới đây. Còn về các giải pháp kết nối thì vì là một chiếc laptop đa dụng hướng đến cái nhu cầu gaming, hướng đến cả những nhu cầu giải trí, thế nên là chiếc ROG Strix sẽ mang đến khá đầy đủ các giải pháp kết nối cơ bản ở hai cạnh bên của máy như là cổng tai nghe đơn, cổng Ethernet, cổng USB 3.0, cổng HDMI, USB Type-C và dĩ nhiên là cổ ổ đĩa quang truyền thống cũng xuất hiện trên chiếc laptop này nữa. Và các chi tiết khi mở nắp máy thì cũng tương tự bên ngoài máy với màn hình 15.6 inch có logo ROG Republic of Gamer quen thuộc ở dưới và được bao quanh bởi các cái đường gân bất đối xứng xung quanh mang tính chất trang trí và nhẹ nhàng. Còn về bàn phím thì với cái đèn nền đỏ layout riêng của ROG thì cái nút ROG Center quen thuộc cùng với cái nút nguồn cũng được làm riêng biệt ở cái góc trên bên phải, thay là cụm phím WASD thì cũng được thiết kế với những cái viền trắng riêng biệt để phục vụ cho việc chơi game. Nói thêm về cái bàn phím của máy thì tương tự với các dòng laptop đặc chủng của thương hiệu ROG thì về cơ bản chiếc laptop này vẫn mang đến cái chất lượng sử dụng khá tốt và tương đồng. Các cái phím có độ phản hồi rất tốt và hành trình phím dài cùng với khoảng cách đủ lớn để các bạn không bị gõ nhầm, cùng với cái đèn nền giúp các bạn làm việc hiệu quả trong cái điều kiện thiếu sáng. Và thêm một đặc điểm nữa là đây là một cái đặc sản sở hữu trên cái bàn phím của máy là cái phần phím số được bố trí nhỏ hơn bình thường, thế nên là có thể không phù hợp lắm với những bạn mới lần đầu tiên sử dụng cái dòng laptop này. Còn về phần touchpad thì bên dưới cũng có diện tích vừa phải cho không gian trải nghiệm đủ dùng cũng như là hỗ trợ khá đầy đủ các thao tác đa chạm để phục vụ tốt cho hệ điều hành Windows 10 được cài sẵn trong máy. Tiếp đến là chúng ta sẽ xét về phần màn hình thì Acer ROG Strix GL553 thì được trang bị màn hình 15.6 inch, độ phân giải Full HD với tấm nền IPS LCD được bọc cái lớp phủ chống chói. Trong điều kiện thực tế thử nghiệm cho thấy thì màn hình của chiếc laptop này khá ấn tượng với không gian màu đạt chuẩn 92% tiêu chuẩn sRGB, 71% tiêu chuẩn Adobe RGB cùng với độ sáng cao nhất đạt khoảng 299 nits, giúp đạt đến cái khả năng hiển thị mặc định tương đối. Với tấm nền IPS thì có lợi thế về góc rộng, giúp máy có được cái góc nhìn tốt và không bị lệch màu khi nhìn từ cạnh, cùng với độ sáng ở mức vừa phải và lớp phủ chống chói, thế nên là cái khả năng làm việc trong cái điều kiện ánh sáng mạnh hoặc là hắt sáng thì cũng khá ok. Về sức mạnh phần cứng thì chiếc laptop này được bao gồm con chip Core i7-7700HQ với RAM là 16GB, HDD 1TB cùng với card đồ họa Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, giúp mang đến cái khả năng thực thi đa tác vụ hoàn hảo. Bạn có thể vừa chạy Photoshop, vừa mở 30 tab Chrome hay là xem phim 4K trên laptop này thì vẫn không sợ bị chảng bộ nhớ hay là bị lag hay là phải load lại chẳng hạn. Bên cạnh đó thì với sức mạnh của con card đồ họa GTX 1050 Ti thì cũng được đánh giá ở mức tốt khi mà nó chơi được hết tất cả các tựa game esports đình đám hiện nay và kết quả vận hành thì rất là tuyệt. Trong khi đó với các cái tựa game PC offline với đồ họa nặng thì chiếc laptop này vẫn có được cái hiệu năng tốt và chỉ bắt đầu tỏ ra là đối sức với các tựa game mới ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên thì cái vấn đề của máy là nằm ở ổ cứng đĩa, chỉ là ổ đĩa đơn HDD 1TB.
Nó vẫn được đánh giá là khá tốt nhờ tốc độ đọc cao hơn một chút so với mặt bằng chung HDD trên thị trường. Thế nhưng cái vấn đề là nó sẽ bị nghẽn cổ chai khi mà so sánh với SSD về tốc độ load. Nên nếu muốn có được cái trải nghiệm liền mạch và ổn định nhất có thể trên chiếc GL553 này thì bạn sẽ cần thêm một SSD M2. Còn HDD kèm theo máy sẽ chỉ tốt khi dùng để lưu trữ dữ liệu mà thôi. Bên cạnh cái sức mạnh xử lý ở mức tốt thì khá ngạc nhiên là với phần cứng được trang bị thuộc tầm đụng nắp khoảng giá là 20-25 triệu thì chiếc Acer GL553 này tỏ ra là mát mẻ, đặc biệt là cho cái việc các bạn có chơi game hay là chơi test lâu dài đi chăng nữa thì máy vẫn có nền nhiệt độ khoảng là 30-37 độ trở lại. Và với cái nhu cầu sử dụng trong ngày và ở điều kiện bình thường thì chắc chắn là nó sẽ vẫn mát rượi từ sáng đến tối. Chất lượng âm thanh cũng là một điều đáng nói cho chiếc laptop này. Nó nhấn vào đa phương tiện và gaming. Và về cơ bản thì với bộ loa ngoài của máy có màn thể hiện ở mức khá. Và với âm thanh được thể hiện to, rõ, đủ để lấp đầy một căn phòng 40m². Trong khi đó thì các giải âm được thể hiện theo hướng trung tính, không nổi bật ở bất kỳ một cái giải nào cả. Cuối cùng là thời lượng pin của máy thì không bất ngờ khi được trang bị cục pin là 48W cùng sức mạnh khá cao thì sẽ khá khó để cho được cái chiếc Acer GL553 này một thời lượng pin đáng nể. Mà thay vào đó thì sẽ là màn thể hiện pin của máy được đánh giá ở mức trung bình, không nổi trội so với mặt bằng chung của máy tính 15 inch hiệu năng cao thông dụng hiện nay. Cụ thể thì máy sẽ trụ được khoảng 4 giờ đồng hồ với cường độ làm việc nhẹ hoặc là xem phim liên tục. Trong khi đó thì nếu mà chơi game thì bạn sẽ nên cắm sạc bởi nó sẽ chỉ trụ được chưa đến 1 giờ đâu. Nói tóm lại thì với cái sự đa năng mang lại cùng với màn thể hiện ở mức khá tốt về hiệu năng thì rất tốt về nhiều chi tiết phần cứng như là bàn phím, này, khả năng tản nhiệt, vân vân. Thì chiếc Acer GL553 sẽ rất phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu về một máy với cấu hình mạnh mẽ, rồi là đủ sức cây ải ngày dài hay là đơn giản để có cái khả năng làm việc một cách bền bỉ. Và trên đây là cái video đánh giá chi tiết về chiếc laptop Acer ROG GL553. Còn bạn đánh giá sao về mẫu laptop này và cảm thấy nó có phù hợp với mình hay không thì cũng để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Và cảm ơn đồng nghiệp laptop đã hỗ trợ cho X-Studio để có thể trải nghiệm với chiếc laptop này và đem đến cho các bạn video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.